chưa từng hỏi lời của mẹ thế nào, và có lẽ cũng chẳng ai hỏi mẹ thôi. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời của riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày chồng mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra còn. Từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.